Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video mình. Và ngày hôm nay thì mình muốn kể cho mọi người một câu chuyện. Là mình suýt, là cái câu chuyện ấy tự dưng mình nhớ ra và mình muốn chia sẻ với mọi người thôi. Là mình suýt bị lừa mua cái máy rửa mặt của Foreo như thế nào. Nếu như mọi người biết thì dạo gần đây là cái máy rửa mặt nó rất là nổi. Đầu tiên là mình chỉ biết đến của hãng Foreo thôi. Cái hãng đấy thì giá cũng khá là cao, nhưng mà mình có mua một cái máy rửa mặt. Hồi đấy mình mua bản đầu tiên của Luna 1 luôn. Là cũng phải, hồi đấy hình như mình không nhớ, tự dưng quên giá, hình như hồi đấy mua cũng phải gần 2 triệu hay là hơn 2 triệu cái máy đấy. Và sau đấy thì mình muốn kiểu cái máy Luna 1 của mình thấy là mình dùng vẫn là tốt. Nó ra thêm một bản nữa là Luna 2 và Luna 3. Thì kiểu mình cứ mỗi lần mình định mua là cái kiểu mình lại thấy nhiều cái máy mà gọi là nó chăm sóc da như các kiểu mình ấy, nên là thành ra là mình vẫn chưa đổi cái máy rửa mặt của mình. Nhưng mà vào có một cái đợt mà lúc mình đang lướt ấy thì mình thấy một cái gọi là một cái trang của một cái chị nào đấy, nó ghi là nhân dịp sinh nhật của Foreo thì nó sale xuống còn của Luna Mini 2 là nó sale còn xuống còn 350. Lúc đầu là kiểu mình nghĩ khi mà mình bấm thử vào cái link đấy, nó là một cái web nó giống hệt cái kiểu web thật của Luna, à của máy rửa mặt Foreo luôn. Lúc đầu mình cũng nghĩ là kiểu mình không nhớ sinh nhật của Foreo, nhưng mà mình nghĩ là kiểu sinh nhật ý thì chắc là sale sốc, cũng có khả năng là nó sẽ sale. Nhưng mà mình cũng có đọc cái comment ở dưới ý, thì mình thấy cái này nó lừa đảo rất là tinh vi luôn nhá. Hình như là nó thuê người kiểu comment mấy cái feedback ấy. Và mình thấy hình như là nó ghi có tận gần 100 bình luận, nhưng mà mình chỉ thấy là 3, 5, 6 cái bình luận thôi. Mình không biết là cái hiệu bình luận đấy nó ảo hay là như thế nào. Nhưng mà lúc mà nó gọi là mọi người kiểu đó, đều nói là check mã code, nói là thật rồi, thì không hiểu là ma xui quỷ khiến thế nào. Thì mình có bấm và mình có đặt xong một lúc, mình tự dưng mình đang nằm lướt Facebook, mình lại nghĩ hay là mình kiểu sợ ấy, kiểu cái máy đấy nó cũng không phải là rẻ mà không có lý do gì mà nó sale. Thường thì là vì kể cả nó sale nhá thì nó phải giành giật, chắc chắn là chỉ có kiểu gọi là có thông báo giành giật sale. Và mình thấy con mình phiêu bách nó tận mấy ngày và mình nghĩ là nó đã sale sốc như thế thì không thể nào có chuyện mà kéo dài được tận mấy ngày được, kể cả sinh nhật. Thế nên là mình vào cái page chính, gọi là chính hãng của Foreo trên IG, và mình không thấy có một cái thông báo nào là sale xuống tận 350 như thế cả. Sau đấy thì mình có inbox hỏi cho Foreo và hỏi xem là cái này nó thật không. Xong rồi bạn ấy trả lời là cái web đấy nó là lừa đảo, và mình nghĩ là thôi lỡ đặt rồi, cùng lắm thì nó về mình không nhận thôi. Mình sẽ kiểu chơi chiêu là bùng hàng, cái này nó thật không. Xong rồi bạn ấy trả lời là cái web đấy nó là lừa đảo, và mình nghĩ là thôi lỡ đặt rồi, cùng lắm thì nó về mình không nhận thôi. Mình sẽ kiểu chơi chiêu là bùng hàng. Có một bạn nhân viên là gọi cho mình bảo là gọi là xác nhận đơn hàng sau khi mọi người đặt xong nhá. Và cái lúc mà mình từ chối không nhận hàng thì cũng có một bạn nhân viên đấy gọi cho mình bảo là kiểu mình thấy cái lừa đảo này nó rất là chuyên nghiệp luôn ý, bây giờ nó theo dõi sát sao đơn hàng luôn. Và mình nghe cái đấy mình dập máy luôn. Đối với những người lừa đảo, mọi người bom hàng không cần thương tiếc đâu. Đấy là mình nói, đấy là mình nói thật sau khi mà mọi người lỡ đặt hàng rồi. Đấy, thì sau đấy là bạn ấy tiếp tục truy sát mình cũng phải kiểu 1-2 ngày sau mà lúc mình dập máy, bạn ấy tiếp tục truy sát mình phải 3-4 cuộc nữa. Chắc là sau khi mà không gọi được, bất lực rồi thì mới không thấy là gọi mình nữa. Câu cái này thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người, đấy là đừng có ham rẻ. Và nếu như mà thấy sale ấy thì mọi người nên tìm một cái
gọi là mọi người biết biết cái bếp chính hãng đấy rồi thì mọi người có thể vào để xem thông tin. Kiểu nếu như mà sale thì chắc chắn là nó phải đăng kiểu rầm rộ, kiểu phải tận mấy ngày rồi, chứ không có chuyện là tự dưng đùng một cái là nó sale luôn được. Và mọi người nhớ kiểu nếu như là thả mình nói thật ý, đã để cho là da của mình rồi thì mình đầu tư vào hẳn luôn, chứ mình không nên dùng kiểu mấy cái rẻ tiền mà là fake và nó hợp với da mình nữa. Chứ làn da là kiểu vô cùng quan trọng ý, chứ mọi người không thể kiểu dùng đồ kiểu bậy bạ thế này được đúng không? Đắt nhưng mà thà thà đắt thà chính hãng nhưng mà nó vẫn an toàn.